Nghi vấn bà nội sát hại cháu ở Nghệ An, bảo hiểm nhân thọ AIA lên tiếng. Trao đổi thông tin liên quan đến nghi vấn bà nội giết cháu ở Nghệ An có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AIA xác định bà Phạm Thị Hương vừa mới tham gia một hợp đồng bảo hiểm cho cháu Nguyễn Thị Thanh Tê tại AIA Việt Nam vào ngày 9 tháng 8 năm 2019. Sau khi các cơ quan báo chí có bài viết phản ánh về vụ việc bà Phạm Thị Hương ở Nghệ An đang bị cơ quan công an điều tra về việc sát hại cháu nội là bé Nguyễn Thị Thanh Tê, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam đã có văn bản gửi tới báo chí để trao đổi về sự việc với tư cách là bên có liên quan văn bản của AIA có đoạn liên quan đến vụ việc này qua kiểm tra AIA Việt Nam xác định bà Phạm Thị Hường vừa mới tham gia một hợp đồng bảo hiểm cho cháu Nguyễn Thị Thanh Tê tại AIA Việt Nam vào ngày 9 tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên, với nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng, tôn trọng và đảm bảo tính khách quan trong mọi hoạt động điều tra của cơ quan có thẩm quyền, AIA Việt Nam rất tiếc không thể cung cấp thông tin cụ thể hơn về hợp đồng bảo hiểm này. AIA Việt Nam luôn bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng, nhưng đồng thời chúng tôi cũng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Do vậy, việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho gia đình cháu Tâm sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan công an và các quy định pháp luật Việt Nam. Trước đó, báo chí đưa tin, bà Phạm Thị Hương, 65 tuổi, chú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đang bị công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tạm giữ để làm rõ hành vi giết người. Theo lời khai ban đầu, Hai vợ chồng bà Hương nhận chăm sóc các con của anh NDC, bố của bé T đi làm ăn trong miền Nam. Cháu T được bà nuôi từ khi 3 tháng tuổi. Cách đây 2 tháng, anh C về nhà sinh sống. Thời gian này, anh C và bố đẻ thường hay xảy ra cãi vã. Chiều mùng 3 tháng 11, bà Hương gặp cháu T trên đường và hai bà cháu nhà người thân để chơi. Để tiện di chuyển, bà Hương gửi xe của mình vào một hàng tạp hóa và ngồi sau xe T. Tuy nhiên, hai bà cháu không gặp được người thân. Nên quay trở về Trên đường đi bà Hương nhắc đến chuyện Bố T hỗn láo Nên hai bà cháu xảy ra cãi vã Ở mức vì chuyện bố của T Nay người cháu cũng cãi lại mình Bà Hương nảy sinh ý định giết cháu Để thực hiện ý định Bà Hương rủ cháu đến đập bào ganh Để tắm và nhờ cháu xuống kỳ lưng cho mình Lợi dụng cháu gái không để ý Bà Hương đã xô ngã cháu xuống đập Sau đó bà trở về nhà như chưa có chuyện gì Tối muộn không thấy T về Nên gia đình tổ chức tìm kiếm người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của em T tại trên đập bào ganh, còn chiếc xe đạp của em để trên bờ. Nghi ngờ em T đuối nước nên hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập bào ganh tìm kiếm nhưng không thấy. Đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 5 tháng 11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể em T nổi lên ở đập bào ganh. Nghi ngờ cái chết của T có nhiều ẩn khúc nên gia đình trình báo cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an thu được hình ảnh cháu tê chở bà nội trước lúc cháu bé mất tích cơ quan công an đã triệu tập bà hường để làm rõ và bà đã thừa nhận hành vi của mình